Đây là tôm nõn sắt khô nhà mình nhá. Bao tươi ngon luôn nhá. Hàng khô. Ăn trực tiếp được nhá. Hồi nhỏ mình phơi mình hay ăn bốc ăn khô luôn được nhá. Hàng không chất bảo quản nên là các mẹ yên tâm. Tôm nõn sắt khô này rang rim này. Sốt kho tộ. Nấu canh. Nấu cháo, làm ruốc đều ngon nhé. Đây, nõn to như này ạ. Mình bán 670.000 cân nhé. Bao ngon luôn ạ. Sạch nhé. Hải sản sạch Quảng Ninh ạ. Cả nhà mâm thì cứ liên hệ mình nhé. Số điện thoại mình đây ạ. 0936991528 nhé. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đây, tôm khô. Rất là ngon nhé cả nhà, khô giòn tay. Nhà mâm thì liên hệ mình nhé, hải sản sạch Hạ Long, mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Số điện thoại của mình đây rồi. Mình bán loại này là 670.000 một cân nhé. Có một loại to hơn nữa là 750.000 một cân nhé. Nhà mâm loại nào thì cứ liên hệ mình nhé. Mình có cả tôm he nõn khô nữa. Tôm he nõn khô thì là giá là 970.000 một cân. Cả nhà mong loại nào thì cứ liên hệ mình nhé.